Hello, chào tất cả anh em, chào mọi người. Mình lại mùa hè nó đang đến và tất nhiên rồi, nó sẽ đi kèm với nóng nực, oi bức và mệt mỏi. Thực sự là mình không thể yêu thương nổi mùa hè, nhưng mà chúng ta cũng không có cái sự lựa chọn nào khác. Và cái chủ đề video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một số chai mùa hè, thế nhưng mà nó chưa phải là top những chai dành cho mùa hè hoặc là top 10 đó. Video này chưa phải là thời điểm đấy. Mà ngày hôm nay mình sẽ nói về một số những chai mà nó cần nhiệt độ, cần ánh nắng của mùa hè để nó có thể tỏa rực rỡ hơn. Đó, có nghĩa là về cơ bản thì nó vẫn là những chai mùa hè, thế nhưng một số chai ấy, thì đôi khi chúng ta chỉ cần xịt thôi là vẫn ok, vẫn là bình thường. Thế nhưng một số chai thì nó cần nhiệt độ, nó cần gọi là càng nóng, càng nắng thì nó lại thơm hơn, nó lại có một cái gì đấy nó quyến rũ hơn. Và cái chủ đề video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những chai nước hoa như thế. Đó, và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em có thể ủng hộ mình vượt qua được thời kỳ Covid đói kém này bằng một vài sản phẩm full hoặc có thể là một vài sản phẩm chiết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay, đó là top những chai cần nhiệt độ, cần ánh nắng, cần tiếng ve kêu đấy của mùa hè để có thể làm cho nó thơm hơn. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm quốc dân. Nó luôn luôn là cái giống như kiểu cuốn sách gối đầu của các trẻ em trước khi mà chúng trưởng thành. Đó là chai Versace Pour Homme. Chai nước hoa này của mình hiện tại thì nó đang bị đi chơi cho nên mình chỉ còn hộp ở đây thôi. Cho nên là mình show cho các anh em chứ mình không có chai. Có thể nói rằng đây là một cái ví dụ điển hình cho cái việc mà càng nóng thì mùi của Versace Pour Homme càng thu hút, nó càng gọi là thơm hơn trong cái cảm nhận của mọi người. Do vậy, chắc chắn là trong cái thời tiết 40 độ ở mùa hè Việt Nam thì Versace Pour Homme luôn luôn là cái chai mình luôn gợi ý cho anh em sử dụng trong mùa hè. Đây là cái mình đã thực tế mình đã được ngửi. Bởi vì lần đầu tiên mình nhớ là mình ngửi thấy mùi hương này là mình vào trong Sài Gòn vào cái tầm tháng 2, cái thời điểm mà nó nắng nóng đỉnh điểm ở trong Sài Gòn. Thế hôm đấy là mình vào, và cô em họ mình nó ra đón mình ở sân bay, và khi mà mình ngồi sau nó chở mình về. Khi mình ngồi lên xe một cái mình hỏi luôn nó, đây mày xịt mùi hương gì vậy? Mà nó đã giới thiệu cho mình chai này. Do vậy, mình đã từng được trải nghiệm thực tế và bản thân mình cũng hay xịt. Thì mình thấy rằng Versace Pour Homme rất rất là ok trong cái điều kiện nắng nóng oi bức ở Việt Nam. Đó, ở vị trí đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm mới ra mắt của nhà Hermès và nó có tên là H24. Chai này nhỏ thôi, mình không cần dí để cho các anh em nhìn hình. Tại sao mình lại cho rằng chai nước hoa này cần nhiệt độ? Bởi vì như mình đã nói ở cái video review riêng của nó, mùi hương của chai nước hoa này nó giống như kiểu là khi mà chúng ta lá hơi ấy, thì cái mùi hơi nước nó mix cùng với mùi thơm của tẩm, mùi hương của nước xả vải hay một bất kỳ một cái chất gì đấy làm thơm áo. Và khi mà chúng ta ngửi, khi mà mình ngửi mình có cảm giác như thế. Và mình cho rằng càng nóng thì mùi hương này nó sẽ càng giống như kiểu nó càng thơm hơn, nó càng bốc lên một cách rõ rệt hơn để cho mọi người cùng cảm nhận. Và cái nữa là nó không nồng, nó không gây khó chịu cho mọi người. Cộng thêm là cái độ lưu hương của nó rất là tốt. Thì mình nghĩ rằng H24 với quan điểm của mình trong một cái nền nhiệt càng cao thì mùi hương của chai nước hoa này nó sẽ càng thơm và càng phát huy được những cái hay của nó. Đấy là với cái quan điểm của mình. Như vậy mình vẫn cho Hermès H24 một trong list những cái chai nước hoa cần có nhiệt độ để có thể tỏa sáng hơn. Đó. Ở vị trí số 3 đấy là một sản phẩm của nhà Banana Republic và nó có tên là 78 Vintage Green. Đây là một mùi hương của trà, của lá, của hạt sương, giống như kiểu chúng ta khi mà xịt thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác bước vào một cái khu vườn ở đấy, có cây, có hoa, có lá, có trà. Và mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta xịt ở một cái số lượng vừa đủ, đừng quá nhiều, và kết hợp cùng với cái nền nhiệt ấy, thì cái mùi hương khi mà nó tỏa ra nó rất là thú vị. Đó. Nhưng ở chai nước hoa này chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý là cái số lượng xịt không nên quá nhiều nếu như vào những ngày trời nắng nóng dữ dội. Còn lại mình cho rằng có thêm cái doping đó là nhiệt độ
nắng nóng thì 78 Vintage Green sẽ trở thành một cái mùi hương khá là thú vị đó. Với một điều kiện là chúng ta cần điều chỉnh, chúng ta cần phải biết điều chỉnh số lượng xịt làm sao cho nó hợp lý đó. Ở vị trí số 4, đấy là một sản phẩm được ra mắt từ khá là lâu rồi và nó có tên là Pacoraban Invictus. Có thể là các anh em đang cảm thấy rất là buồn cười tại sao mình lại cho chai nước hoa này vào list. Thực tế mà nói thì đây là một chai nước hoa nó không hợp sử dụng trong môi trường không gian hẹp mùa hè ở Việt Nam. Môi trường không gian hẹp ở đây là cái gì? Đó là văn phòng, đó là cà phê, đó là đi gặp gỡ ở trong một không gian phạm vi hẹp đó. Thế nhưng ở những cái môi trường ví dụ như team building này, hoặc là chúng ta sẽ đi vui chơi ở những bãi biển rộng rãi, có gió, có nắng và có bãi và tiếng sóng rì rào đó, thì cái mùi hương nào nó vừa ngọt ngào, nó vừa sexy, nó vừa quyến rũ và nồng nàn dùng cho mùa hè thì Pacoraban Invictus là một trong những cái mùi hương như thế. Nó rất rất thích hợp sử dụng trong những cái dịp ở không gian rộng, và đây ví dụ là những cái buổi team building, những cái buổi đi dã ngoại, những buổi đi chơi ở bên bờ biển, thì mình cho rằng chúng ta xịt cái mùi hương của Invictus cộng thêm với cái nền nhiệt độ nó bốc, nó tỏa ra ấy. Mùi hương này nó rất là hay, mình cảm giác là nó rất là một cái gì đấy, nó rất là năng động, nó rất là trẻ trung và nó thu hút cho mọi người ngửi. Bởi vì trong một cái không gian rộng thì cái việc ngửi một cái mùi hương nồng nàn ấy, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cảm nhận mùi hương của mọi người. Do đó, mình cho rằng nếu như các anh em nào hay có những cái dịp hay mà phải đi chơi ấy, chúng ta hay được có nhiều điều kiện để đi chơi trong rộng rãi mùa hè thì Invictus là cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị. Ở vị trí số 5, một sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana và nó có tên là Light Blue All Intense, mùi hương mùa hè quốc dân. Và cũng giống như Versace Poem hay một số chai nước hoa trên, với cái nền mùi hương đó là hương nước biển và một chút xạ, đây là một cái mùi hương cực kỳ thích hợp nếu được xịt trong nền nhiệt cao, bởi vì nó sẽ tỏa ra rất là, nói chung là, nói thế nào nhỉ, nó sẽ tỏa ra giúp cho chúng ta khi mà xịt ấy, mọi người sẽ ngửi cảm giác, có thể là cảm giác nó mình cho rằng nó sẽ có thể nó phê hơn đó. Không sợ mọi người sẽ cảm thấy không bị sốc khi mà ngửi, và cái độ phê nó sẽ được nâng lên trong cái nền nhiệt độ cao. Đấy là cái quan điểm của mình khi mà chúng ta xịt Light Blue All Intense trong những ngày hè Việt Nam. Và bởi vì những lý do đó mình sẽ vẫn cho nó vào trong cái list này. Ok. Ở vị trí 1, 2, 3, 4, 5. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Lacoste. Nó có tên là L12 hoặc là như là Lacoste White đó. Đây là một cái chai nước hoa có mùi hương rất là thú vị, bởi vì nếu như chúng ta xịt mùi hương này vào mùa hè, mùa thu và mùa đông đó, nói chung là trong khoảng trong điều kiện thời tiết lạnh, thì mùi hương của nó với cái mùi chủ đạo đó là hoa linh lan, với mình, với cái mũi của mình thì mình cảm nhận nó mùi hoa linh lan, nó gây một cái cảm giác rất rất là khó chịu khi mà ngửi vào mùa lạnh. Thế nhưng và mùa hè thì đây là một cái mùi hương cực kỳ là năng động. Nó rất thích hợp với các anh em nào mà có một cái phong cách ví dụ như là thể thao ấy. Đó, chúng ta nói chung là từ cái phong cách thần thái của chúng ta nó rất rất là tràn đầy năng lượng. Đó, thì chúng ta xịt thêm Lacoste White này thì đúng bài luôn. Nó giống như kiểu là đoàn viên thì bao giờ cũng phải có mấy cái phụ kiện đi kèm ấy, khăn quàng đỏ, mũ miếc cho nó đúng bài. Thì với các anh em nào mà có một phong cách thể thao năng động và chúng ta hoặc bác thì xịt cái Lacoste White này nó rất là thích hợp với cái phong cách như thế đó. Tiếp theo nữa là một sản phẩm, lại là một sản phẩm của nhà Versace và nó có tên là Off-Bridge, với cái mùi hương chủ đạo là khế, và một tươi mát đó. Thì mùi hương này bình thường nếu mà không quá lạnh ấy, không quá nóng thì xịt chúng ta cảm giác đến mùi hương nó nhẹ nhàng, nói chung là nó không có một cái điểm nhấn. Thế nhưng
trong một cái không khí nồng nực, trong một không khí oi ả của mùa hè, cái mùi hương nào mà chúng ta xịt chúng ta lại cảm thấy nó thư thái, nó dễ chịu. Versace Ombrage là cái mùi hương như thế. Nó rất là nhẹ nhàng, cộng thêm một cái hiệu năng mùi cũng rất là tốt. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mùi này nó rất là nhẹ nhàng và nó không có một cái ấn tượng nó quá đặc biệt, thế nhưng trái lại đây là cái mùi hương lại có cái hiệu năng mùi rất là tốt. Rồi, vậy mình sẽ cho nó vào list những chai nước hoa cần nhiệt độ để tỏa sáng đó. Và cuối cùng, chai nước hoa có thể gọi là trong cái điều kiện 40 độ nó không có đối thủ, mình nghĩ rằng nó không có đối thủ, Nautica Voyage. Mình đã nói rất là nhiều về chai nước hoa này và giữa cùng vẫn là nó, thế nhưng giữa 30 độ, 35 độ thì chúng ta đã có một cái cảm nhận mùi nó khác hẳn nhau. Càng nắng nóng thì Nautica Voyage càng gọi là thế nào nhỉ, càng rực rỡ hơn, càng thơm hơn, nó một dạng kiểu như thế. Do vậy mình sẽ xếp nó ở vị trí số 1 trong cái list top những chai nước hoa cần nhiệt độ, cần ánh nắng để tỏa sáng. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em một số chai nước hoa sử dụng trong mùa hè Việt Nam, và cái điều quan trọng nhất là nó cần nhiệt độ để có thể làm cho mọi người cảm thấy cảm giác phê hơn khi mà ngửi. Mình rất là hy vọng kênh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.